Vâng, giới thiệu với quý vị, đây là cây mai chiếu thủy cửu long chanh châu, chín thân, cây một cây mai cực kỳ già, già lắm quý vị ạ. Tác phẩm mai chiếu thủy, mai cổ. Cây này bán cho bà con bao tiền cây này anh Hiệp? Bao anh em 30 triệu. 30 triệu, này giảm cực sâu. Ngày chủ nhật đẹp trời, anh Hiệp sale phải nói là kịch sàn luôn. 30 triệu anh em ngắm. 30 triệu. Đấy nhá, quý vị cần thì liên hệ anh Hiệp. Số điện thoại là 0399903128. Vâng, đây, giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn. Đây, cây dưới đây, hôm nay anh Hiệp đã hạ xuống rồi. Mấy hôm trước để lên trên kia cao quá. Thật sự luôn là tôi không thể nào mà tôi quay được kỹ cây dưới này cho quý vị. Hôm nay thì anh ấy đã hạ xuống đây rồi. Anh cứ nghe điện thoại đi. Tôi quay cho quý vị và các bạn xem kỹ cây dưới này. Cây dưới này hôm nay hạ đây xuống đây rồi. Nhìn, quý vị nhìn thấy rõ ràng chưa? Đây. Alo bác ạ. Đó. Anh em đang làm bông tán rồi nhá. Vâng. Ủa, đúng, về chưa kịp cái đội phố cổ là cướp mất. Đấy. Đội phố cổ nó nhanh. Nó nhanh lắm, một đội phố cổ nó nhanh lắm. Bởi vì em cứ về cái là các bác ấy hay về đây, các bác ấy hay về, các bạn lấy ngay mà. Quý vị thấy chưa? Em nói thật với bác Quang này, em chưa kịp đăng lên play đâu, nhưng mới đẩy lên Zalo cho nên là các bác xin share về đây bảo để cho bác Quang bảo không anh về trước thì rồi. Nặng nhặng. Đó, quý vị và các bạn có thể thấy là sau cho em nhé. Cây của nó này, đây tôi đứng cao lên một chút này. Này tôi mới quay được kỹ chi tiết cái cây dưới này. Mấy hôm trước là các anh ấy để cây này rất là cao, cây dưới dáng bạt phong. Tuyệt vời quý vị ạ. Bác biết là cái thuyền em vừa đang ngồng nọ đấy nên lại hai bác. Một bác ở phó thì cài được bên một. Quý vị và các bạn nhìn cái bệ này chưa? Mà điện thì cái kéo có khoảng cỡ độ 5 phút để ông phụ xe về. Tuyệt vời luôn, mãn luôn. Thôi các anh phải thông cảm cho em bây giờ, anh nào mà quay về có về lại mặt này cứ quay cho quý vị và các bạn. Em thay đại diện quản lý thôi nhưng mà tiền nong các bà con thu đấy, em trích cho em tiền chợ được bao nhiêu đâu mà. Đây 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 đây, quý vị thấy không? Một ngày ông Hiệp ông ấy không biết là nghe bao cuộc điện thoại thông ý á. Anh em gọi cái thông thì giá có hơn 20 triệu đâu mà. Đấy quý vị thấy không? Cái này lúc hôm trước anh Hiệp báo giá bao tiền nhỉ? Bác cứ yên tâm đi, cứ để đợt này em cho nhập ở rừng cái này, em nhập một đô về. Vâng. Rất là kỹ cho quý vị và các bạn rồi đấy nhá. Vâng. Đó. Vâng. Cái dưới này chỗ này nó có cái vết bè. Rồi. Ồ, quý vị ạ, ở đây lại có một cái cục rồi lôi lên như này chứ. Rồi, anh Hiệp đang nghe điện đây. Tôi quay sang đây, tôi quay cho quý vị và các bạn cây phi lao này. Không thì anh ấy đợi anh ấy nghe điện lâu quá. Đấy, cây phi lao hôm nay các anh ấy cũng kê xuống góc này rồi. Nên là tôi quay được cho quý vị. Hôm trước nó ở cái góc xa đằng kia đây mà. Phẩm phi lao. Tí nữa hỏi giá cây dưới anh ấy xong. Cảm chỗ này vướng cái cột sắt. Vâng. Già lắm quý vị ạ. Nhìn này, quay sát cho quý vị xem này. Gốc này. Vâng. Già lắm rồi. Đây quý vị vâng, nhìn. Vâng. Già mịn tít. Vâng. Một cây phi lao cổ.
Vâng. Tuyệt vời chưa quý vị? Vâng. Tiếp theo giới thiệu với quý vị và các bạn là cây vọng cách. Một cây vọng cách nhất tường vi nhì vọng cách. Bạn nào mà chơi vọng cách thì đẳng cấp lắm đấy. Đây quý vị nhìn gốc vọng cách đây. Đấy, này tôi quay gần chút lại cho quý vị và các bạn xem. Vâng, giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn, đây là một cây mít này, trồng trên một cái chậu bầu dục như này. Cái mít này thì thuần lắm rồi, trên chậu. Quý vị nào mà có nhà gỗ hay là nhà từ đường đấy, mua cái mít này về chơi tuyệt vời. Một cái mít trên chậu phải nói là cực kỳ thuần rồi. Cái mít này ra rất nhiều quả. Đây quý vị thấy chưa? Đây quả đây. Cái đúc bên ra hoa chưa bác? Đấy, quả này quý vị này. Nhiều quả lắm ấy. Một cây mít khá là lớn. Đây, tôi ra về hàng này tôi quay cho. Ôi, quý vị ơi, đây là cây nguyệt quế này. Đặt ở ngay cổng, chắc bác ấy vừa mới nhập về. Không biết là bao nhiêu tiền cây nguyệt quế này. Đây, lá xoắn bông chùm nha quý vị, ra hoa thì thơm lắm rồi. Vừa trồng lại vào cái chậu này. Còn nguyên gốc ở trong miền Nam này. Cái này chắc cũng giá cũng bình dân thôi. Già lắm. Vâng, quý vị và các bạn cần thì liên hệ anh Võ Hiệp. Số điện thoại là 0399903128.